anh ơi, anh có micro nào hát được với ô tô không? Ấy chà, cái này thì đơn giản. À, thưa các bác, hôm nay thì giới thiệu luôn cho các bác, đây là một mẫu micro để hát được xe hơi này, và được tất cả những loa hãng này. Nó kết nối cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây trên tay em đây là con Model BX7 này, hát và đấu nối cực kỳ đơn giản. Đây, bên trong nó thì đây này, em đã đấu nối sẵn rồi, đây em sẽ bỏ cho các bác xem. Đây, bên trong nó micro thì nó chỉ có một chiếc micro như thế này thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, và có một cái đầu cấp như thế này. Đây, đầu cấp như này các bác, ở bên trong này có hai sợi dây 3.5. Mình chỉ cắm vào sợi dây 3.5 và đầu còn lại cắm vào USB. Như hôm nay em đã đấu nối sẵn ở đây. Đây, con này cắm vào cóc sạc điện thoại này, hay vào chỗ nào có USB này, cắm đầu 3.5 này vào một cái loa hãng, hay một bất kỳ một cái loa cầm nào. Đấy, thì khi mà các bạn lấy nhạc thì lấy nhạc bằng Bluetooth của con này. Lấy nhạc Bluetooth con này và chỉnh echo, chỉnh vang đây luôn. Tất cả những loa cầm không có vang thì con này nó sẽ có vang. Đây, đấu nối cực kỳ đơn giản, đúng đầu thu 3.5 sợi dây như thế này là xong. Và bây giờ mình sẽ hát kết nối Bluetooth ở đây. Thì kết nối Bluetooth đây hôm nay là con này. Đấy, kết nối vào đây là con này. Mình alo thử các bác xem này. Alo. 6 7 1 2 6 Lên, đây là âm thanh của con vang. Đây. Alo. Mình sẽ test thử cái loa này các bạn nhé. Gặp mẹ từ buổi xem nhạc, dòng ca một êm xiết bao, lời ca bóng như làm sao mà lòng anh thấy nghe nào nào, tựa như giấc mơ hồn nào. Lòng anh cầm nghe vẫn vương. Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao. Thưa quý vị và các bạn, thì đây là mình hát và những loa hay là những loa nghe nhạc thì chất âm của nó ra nó không được đủ bát, nghe các bạn cũng sướng lắm, nhưng mà để mà kết hợp, để mà các bạn muốn tích hợp nghe nhạc và hát karaoke thì cái mẫu Big Bang 7 thì các bạn nên lựa chọn các bạn nhé. Các bạn thích thì giỏ hàng nó ở ngay bên dưới, các bạn nhấn vào mua ủng hộ giúp mình. Xin chào.